À, vâng, quả thực là mỗi lần tham dự những lễ chào cờ như vừa rồi hay những lần nhìn ngắm cờ đỏ sao vàng ngập phố phường khi mọi người ăn mừng đội tuyển bóng đá giành chiến thắng thì tôi cũng đều cảm thấy lòng tự hào dân tộc cũng như là tình yêu nước của chúng tôi của tôi tăng lên. Vâng, thế nhưng hôm nay chúng ta đang nói đến là làm thế nào để tình yêu nước luôn thường trực trong mỗi chúng ta chứ không phải là mỗi trong mỗi những khoảnh khắc hoặc là chỉ vài một vài khoảnh khắc như vậy thôi. Vậy đã bao giờ anh Cương đã đặt câu hỏi là thế nào là yêu nước chưa? Vâng, và câu hỏi đó thì tưởng như đơn giản nhưng mà có vẻ như lại rất trừu tượng và mỗi người có lẽ có một cái câu trả lời riêng cho mình. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thế nào là yêu nước. Yêu nước ạ? Yêu nước em không biết ạ. Yêu nước là gì? Tình bạn đôi là sao? Em hiểu yêu nước là gì? Theo em nghĩ yêu nước là mình làm bất cứ việc gì thì đều nghĩ đến quyền lợi đất nước đầu tiên, thì đó là yêu nước. Theo em thì em sẽ bảo vệ môi trường ạ. Và học cố gắng học thật tốt ạ. Thì em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện đạo đức thật tốt cũng như là các kỹ năng để có thể hòa nhập với cả thế giới. Lao động có năng suất. Đó. Rồi học tập, mỗi người học cái ngành khác nhau nhưng học cho giỏi, học đi đôi với hành. Ấy cũng là biểu hiện lòng yêu nước vậy, chứ không phải là cái gì đào to mua lớn. Mỗi việc hàng ngày chúng ta làm, đôi khi chỉ là một cái việc mà chúng ta giúp người qua đường, hoặc đơn giản là mình tuân thủ pháp luật, ví dụ như đội mũ bảo hiểm đi ra ngoài đường thôi, hoặc là dừng xe trước đèn đỏ thôi, thì đấy cũng là thể hiện cái tinh thần thượng tôn pháp luật và rất là yêu nước. Nó là sự thể hiện thông qua cái trách nhiệm của bạn đối với doanh nghiệp, đối với cộng đồng. Và khi doanh nghiệp phát triển, hỗ trợ cho những người mà đang đồng hành cùng với bạn, và qua đó thì phát triển đất nước, đó chính là biểu hiện của lòng yêu nước.